Ba con liền, quá tuyệt vời. Wow, đẹp quá. Đây là loại vẹt có tên là Loriket, nằm trong top 10 của thế giới. Ui, con bay đi nhé. Loại chim này rất tuyệt vời. Đầu tím này, ức vàng và cả cái thân màu xanh mướt. Mấy loại xanh. Chỗ này có hai con đấy, mà vướng lá cây rất khó nhìn. Cứ thích bay đến bay đi thôi. Chỗ lần hoa đỏ nở thì chúng xuất hiện, và khi hoa hết thì là thôi, nó lại bay đi chỗ khác. Chú này trên cành cây khô này. Đây có hai con liền, quá đẹp. Chú này đẹp quá. Dí xít dí xít, mồm to thế. Tím vàng xanh đỏ và rất nhiều màu, màu cam, vàng cam, vàng chanh, quá đẹp. Tranh nhau gì thế?